Ok, xong đúng một lần luôn, không cần gì chai lần nào luôn. Trời ơi, nó hên. Sử dụng cung 3 mũi úp sức đánh Master Mod ở vùng này ha. Cái chỗ này thì nó không có được bằng phẳng lắm. Cái chỗ bằng phẳng nhất là mình thấy cái chỗ con này với là cái vùng tiết này. Ôi, ok. Nhưng mà cái này vẫn chưa được hay lắm. Tại vì nó di chuyển có một bên này. Để làm lại cái di chuyển hai bên này. Chua lè luôn. 35 phút mới làm được con này. Lorem Hitland. Là Nairu Risping.
cuối cùng cũng xong, quá mệt. Coi kiếm có bị hư không? Không hư nha, quấn trên lưng là không hư kiếm luôn. Dùng này ha. Lynel vật trời ơi, có 58 rồi.